mặt tiền đường D này đó là 30 mét. À, thì thích hợp cho anh chị cô chú nào mua để mình về đây mình cắt cái nhà nhỏ nhỏ ở ha. Tại mặt tiền cũng khá là rộng anh chị nha. Trải rất là nhiều. Chủ này cũng ở xa anh chị ha, cách đây khoảng là 4 cây số anh chị. Anh chị có thiện chí quan tâm cái miếng đất này thì liên hệ xuống thoại màn hình nha. Bất sản Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Hữu Bình, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đã đến chị một miếng đất vườn ha. Diện tích cũng vừa phải nha anh chị nha. Với ngang là 30 m, chiều sâu của anh chị là 17 m 4 nha. Với hai mặt tiền. Một mặt tiền đường D đó là 5 m và một mặt tiền đường đan đó là 2 m anh chị ha. Giáp với sông, nhìn rất là mát mẻ, rất là thông thoáng anh chị nha. Lên tổng diện tích cái vườn cây ăn trái của mình đó là 511,7 m vuông nha anh chị. Đất mình hiện tại đã có sổ riêng rồi, đất cây lâu năm nha, chưa có thổ cư anh chị nha. Có hai đường vô đất mình chị, chút xíu nữa em chạy từ cái đường nhựa này nè, chạy vô đất mình đó là đường đan là 2 mét nha, và một cái đường nữa là đường D là 5 mét, nhưng mà đường đó thì hơi khó đi tại mới đổ đất xanh thôi chị ha. Anh chị đi đường này đó là khoảng vài trăm mét thôi là ở đây có cái chợ, là chợ Hữu Đạo. Đó, ở đây có đầy đủ như tiện ích như là trường học, ủy ban, trạm y tế nằm ngay vị trí đây anh chị ha, chỉ có vài trăm mét thôi anh chị. Còn nếu anh chị ở như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, từ bến xe miền Tây về tới đất mình là 73 km chị ha. Còn nếu mà anh chị ở xa như ở như là thành phố Mỹ Tho á, mình lên tới cái vườn của mình á là 21 km ha. Đây là cái vị trí nè. Anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó mình tới vị trí chỗ em đứng đây ha. Rồi từ cái vị trí này đó mình đi xe máy vô khoảng là 500 m đâu lại mới tới cái vườn cây trái của mình anh chị ha. Cái hướng này là anh chị đi hướng ra quốc lộ A cũng được ha, là khoảng là 2,5 cây số là tới quốc lộ A, ngay chỗ mà cây cầu sau quốc lộ A anh chị nha. Ở đó thì có cái chợ Thục Nhiêu, còn gọi là chợ Vĩnh Điềm anh chị nha. Còn nếu anh chị đi ngược hướng này là anh chị đi vô về phía đường huyện 36 về cây lậy, đi hướng này anh chị ha. Từ vị trí chỗ em đứng đường nhựa này mình chạy vô cái đường đa này anh chị khoảng 500 mét đâu lại là tới cái vị trí vườn cây trái của mình rồi. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ em sẽ chạy từ vị trí này vô tới đất luôn cho anh chị và cô chú mình tham quan nha. Để em lấy xe các anh chị rồi em chạy vô anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi anh chị nha. Ở khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc anh chị nha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Ở đây mình có đèn đường anh chị nha, có bị cao cho chị xem nè. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên anh chị và cô chú mình rất yên tâm vấn đề đó ha. Đất mình đã có sổ riêng anh chị, chị có thể mình thương lượng cái giá hợp lý, mình ra công chứng luôn, mình hỏi đặt cọc cũng được chị ha. Ở xã Hữu Đạo này anh chị thì đất ở vùng này tìm trồng cái cây nào cũng phù hợp hết chị ha, như trồng bưởi nè, trồng dừa nè, trồng mít nè, đều phù hợp hết anh chị nha. Cái đoạn đường này vô tới đất mình thì hơi vắng anh chị ha, đoạn này thì nhà cửa hơi ít tại vì đất đây nhà đất rộng không anh chị ha. Đây quay xung quanh hàng xóm cho xem. Rồi mình đã tới vị trí cái miếng đất anh chị ha, để em xuống em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Đất mình hai mặt tiền anh chị ha. Đây cái mặt này là đường đan, này là cái mặt này là 16,6 m anh chị ha. Đây đối diện cái đất mình đây, để quay cho anh chị xem. Đây có nhà cửa ở anh chị nha. Đây đối diện đất mình, cái hướng đường đan này là cái hướng mình là hướng nam nha anh chị, còn cái hướng mà giáp với sông á chị thì cái đó là hướng đông nha. Đó có hai hướng cho anh chị lựa chọn để mình cất nhà về đây mình ở chị ha. Diện tích thì em thấy cũng vừa phải cho anh chị cô chú nào ít tiền mua để mình về thì cất nhà ha. Thì mặt tiền anh chị có thể cất cái mặt tiền đường đan này cũng được, hay là mặt tiền 30 mét ở cặp bờ D, đó có hai hướng cho anh chị lựa chọn nha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm ha. Đây từ cái tủ bê tông hàng rào bên trái màn hình anh chị, cao khoảng là 2 mét rồi chị ha. Qua bên tay phải mình là cái mặt tiền này là 16,6 m. Đây
hiện tại là đang có bị lại luôn, có dừa nè, có mít nè, có khế nè, có bưởi nè, và rất là nhiều cây trái anh chị ha. Cái vườn nhỏ nhưng mà chủ trồng rất là nhiều cây trái, tại vì dùng trong gia đình đó chị, không có kinh doanh buôn bán nên cũng mỗi thứ một cây thôi chứ không có nhiều chị ha. Dừa này có khoảng là 5 năm tuổi anh chị ha. Có một số cây dừa đặt khoảng là 1 năm anh chị ha. Rồi, đây là cái mặt tiền thứ hai nè anh chị. Mặt tiền thứ hai đây thì giáp với sông. Cái sông này có khoảng là 15 mét anh chị ha. Quay qua cho anh chị xem ha. Đây. Ở bên bờ bản này có đường đan anh chị ha. Nhà cửa cũng rất là đông đó anh chị. Đây. Đây anh chị có thể mình trồng thêm một số cây trái đây ha. Là không biết cái dừa là của mình luôn anh chị nha. Cái dừa này trồng có khoảng 15 năm. Dừa này rất là cao anh chị ha. Đây. Rồi để quay lại cái mặt 16m6 cho anh chị xem một lần nữa ha. Đường đan đây. Nãy mình chạy từ cái chỗ đường nhựa vô đây là khoảng 500 mét đâu lại nè chị ha. Xung quanh cái vườn của mình là đã có rào ranh giới hết rồi anh chị. Rồi để chạy cái góc bên tay phải luôn rồi em sẽ vô bên trong anh chị ha. Đất mình thì hơi thấp cái đường đê này một xíu thôi, không nhiều nha anh chị. Mặt tiền mình khá là dài anh chị ha, 30 mét anh chị. Chiều sâu bên tay phải này thì là 17m4 nha anh chị. Cái đường này là anh chị đi thẳng đường này khoảng là một đoạn nữa thôi là đụng tới cái đường nhựa mà nay em đứng á, tại nó có hai đường vô cái miếng đất của mình là anh chị nha. Nhưng cái đường này thì do có một số cái chỗ mà gầu ghề á, mình xe vô hơi khó khăn nên em nãy đi đường đan cho anh chị mình theo dõi ha. Rồi để em chỉ cái góc bên tay phải luôn anh chị ha. Đây có tụ bê tông hàng rào bên tay phải màn hình anh chị. Chiều sâu bên tay phải này là 17m4 anh chị ha. Còn chiều sâu đường đan á 2m á là 16m6. Còn cái mặt tiền đường D này á là 30m. À này thích hợp cho anh chị cô chú nào mua để mình về đây mình cắt cái nhà nhỏ nhỏ ở ha. Tại mặt tiền cũng khá là rộng anh chị nha. Để quay cao cho chị xem nè. Bên tay trái mình giáp với sông nè. Dừa trái chị không? Rất là nhiều. Rất là sai trái chị ha. Đây là cái dừa của mình luôn chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong để cho anh chị mình tham quan ở bên trong nha anh chị ha. Không khí đây rất là mát mẻ, rất là trong lành nha anh chị. Cái sông đây mình có thể lấy nước ra vô mình tưới cái cây cũng rất là tiện anh chị ha. Hay là mình sinh hoạt nhiều lúc mình cắt cái nhà để ở anh chị. Trên đất mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Có trồng một số ngò nè, rồi xả nè, rồi rau găm nè, rất là nhiều cây trái và một số cái đồ để nó con chua đó anh chị ha. Tại diện tích cũng vừa phải thôi, gia chủ trồng để mình dùng trong gia đình thôi. Wow, đây có cây dừa nè, dừa này cao khoảng là 1m anh chị ha, đó có trái anh chị. Đây là chiều sâu ranh giới cuối cùng của cái miếng đất của mình anh chị ha. Đất mình có hàng rào ranh giới thôi, mình rất là yên tâm. Bất sản đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị hoặc cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở thì cứ liên hệ với em số thoại màn hình nha. Bên em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đang quay cây dừa cho anh chị xem nè. Trái rất là nhiều. Chủ này cũng ở xa anh chị ha. Cách đây khoảng là 4 cây số anh chị. Anh chị có thiện chí quan tâm cái miếng đất này thì liên hệ xuống thoại hình nha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ xuống thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha là 1 tỷ 150 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Hiện tại thì đất mình là đất keo năm, chưa có thổ cư nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like ha, một chia sẻ, một nút đăng ký dưới hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất giá rẻ, giá đầu tư, đất vườn cho anh chị hoặc cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha. Quý khách hàng kết bạn Zalo em để em gửi thông tin và tư vấn cho anh chị nha.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.